Xin chào anh chị và tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt. Và Việt chúc mọi người một ngày mới làm việc thật là nhiều vui vẻ. Ở trong video ngày hôm nay thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một số mẫu TV cũ giá rẻ mà đang săn có ở bên cửa hàng Việt. Ngày hôm nay Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một số mẫu TV như là 43 inch, 32 inch, 49 inch để anh chị có thể là tham khảo và lựa chọn cho mình một chiếc TV phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của gia đình nhà mình nhất nhé. Thì giờ Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một chiếc TV 32 inch của Samsung có kết nối mạng để anh chị có thể tham khảo và lựa chọn nhé. Đây là chiếc TV đầu tiên Việt sẽ giới thiệu đến với tất cả mọi người ở trong video ngày hôm nay. Thì chiếc này là một chiếc TV 32 inch của hãng Samsung. Chiếc này của một vị khách, một anh khách sử dụng bình thường và muốn đổi lên chiếc to, muốn nhờ Việt bản chiếc này. Thì chiếc này có độ phân giải màn hình là HD và có kết nối mạng. Giờ Việt sẽ bật một số ứng dụng cũng như là giới thiệu cho anh chị một số tính năng để anh chị có thể tham khảo nhé. Thì chiếc này nó sẽ có một số ứng dụng ở đây là My TV, Netflix, YouTube, My V1 để chúng ta có thể xem video cũng như là một số kênh truyền hình giải trí trên chiếc TV này. Việc sẽ quay một chút về ngoại hình cũng như là thiết kế để cho anh chị có thể tham khảo. Thì, chiếc này có một cái thiết kế là khung viền bằng nhựa. Chiếc này thì ni lông bọc viền cho nên là còn khá là mới. Chân đệ của chiếc này là chân chữ V hai bên, chân chữ T chính giữa là cái logo của Samsung đấy. Thì Việt sẽ to tiện lên một chút để anh chị có thể là tham khảo đồng thời cái hình ảnh và âm thanh của chiếc TV này luôn nhé. Đây, chất lượng hình ảnh. Nếu như anh chị nào có cái nhu cầu sử dụng một chiếc tivi nhỏ chúng ta để phòng khách hay là mua cho con nhỏ, các bạn nhỏ xem YouTube qua mùa hè thì có thể lựa chọn chiếc này vì giá thành của nó cũng rẻ và cũng như là cái kích thước nó cũng rất là phù hợp. Đây là mặt sau của chiếc tivi này, Việt sẽ quay cho anh chị tham khảo. Thì chiếc này có cái mặt sau được thiết kế bằng vân sóng. Ở bên đây thì nó sẽ có một số cổng như là cổng AV, cổng optical, cổng LAN và cổng anten. Ở bên cạnh đây thì nó sẽ được thiết kế một số cổng như là cổng HDMI và cổng USB để chúng ta có thể là truyền tải cái hình ảnh qua những cái thiết bị. Đây, đây là mặt ngang của chiếc TV này. Thì chiếc này thì có đầy đủ những ứng dụng để chúng ta có thể là giải trí xem kênh truyền hình, kênh thể thao thông qua những ứng dụng như là My TV. Ở trên này Việt sẽ mở lên cho anh chị xem. Đấy, My TV. Thì ở My TV này thì Việt hiện tại chưa có đăng nhập tài khoản cho nên là Việt sẽ giới thiệu sau cái ứng dụng này ở chiếc TV tiếp theo. Chiếc này thì hiện tại bên Việt đang có mức giá là 2 triệu. Nhưng mà anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng chiếc TV này để xem thì có thể liên hệ với Việt qua số điện thoại và Zalo Việt có để trên màn hình nhé. Thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một chiếc TV tiếp theo 43 inch của hãng LG. Mời mọi người cùng Việt trải nghiệm. Tiếp theo thì Việt sẽ giới thiệu đến với tất cả mọi người về một chiếc TV 43 inch của hãng LG. Chiếc này thì có độ phân giải màn hình là 4K và có kết nối mạng. Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một số ứng dụng trên chiếc TV này. Thì chiếc này có tích hợp rất là nhiều ứng dụng như Netflix, My TV, TV 360 và còn có cái phần cửa hàng để chúng ta có thể vào tải thêm một số ứng dụng cũng như là trò chơi về chiếc TV để chúng ta có thể trải nghiệm giải trí những cái lúc mà thời gian rảnh. Thì chiếc này có model là 43UZ632T và Việt sẽ mở cho anh chị một cái video để anh chị có thể trải nghiệm cái hình ảnh cũng như là âm thanh của chiếc TV này luôn. Thì chiếc này nó có cái thiết kế là khung viền chân đệ là bằng nhựa. Đây là cái chân đệ của chiếc TV này, chân đệ chữ V hai bên. Đây, Việt sẽ to tiện một chút, to volume một chút để cho anh chị cũng có thể là trải nghiệm đồng thời cái hình ảnh cũng như là chất lượng âm thanh trên chiếc TV này luôn. Đây.
là chất lượng hình ảnh của chiếc TV này. Thì chiếc này có độ phân giải màn hình 4K cho nên là cái giải màu cũng như là màu sắc trên chiếc TV này khá là đẹp. Đây. Để sẽ quay một chút về khung viền của chiếc này thì chiếc này được thiết kế khung viền là bằng nhựa và có một cái cảnh ngoài hơi nhô lên một chút tạo cái điểm nhấn trên chiếc TV này. Đây. Anh chị có thể thấy là cái giải màu cũng như là màu sắc trên chiếc TV này khá là đẹp. Chân đệm chiếc này chữ V hai bên. Chính giữa đây là một cái logo của chiếc TV này. Để sẽ quay ra mặt sau của chiếc TV này để anh chị có thể là tham khảo luôn. Thì chiếc này được thiết kế nắp lưng sau là bằng nhựa. Thì hầu hết trên những chiếc TV của LG thì đều được thiết kế nắp lưng sau là bằng nhựa và hầu hết là được thiết kế gần như là như nhau. Ở đây là một cái giải lưỡi tản nhiệt để chiếc TV có thể là tản nhiệt tốt hơn. Và ở dưới đây là một số cổng như là cổng AV, cổng HDMI, cổng LAN, cổng optical để chúng ta có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh. Thì trên chiếc TV này thì nó sẽ chưa có cổng jack 3.5, không phải là chưa có mà được loại bỏ. Cho nên là những anh chị nào mà cần để chúng ta xuất hình ảnh âm thanh qua những cái bù dàn karaoke thì phải truyền tải qua jack cổng optical. Đấy. Và ngoài ra thì nếu như anh chị nào muốn xem kênh truyền hình thì chúng ta có thể vào ứng dụng TV360, một ứng dụng khá là hay mà Việt cũng khá yêu thích cái ứng dụng này, bởi vì chúng ta có thể là xem đi xem lại những cái kênh truyền hình cũng như là kiến thức thể thao mà mình đã từng bỏ lỡ, rất là tiện lợi. Ở đây thì nó có rất nhiều những cái kênh VTV. Mình sẽ vào VTV. Và ngoài này thì có rất là nhiều những cái bộ phim truyền hình. Việt thích những ứng dụng mà giới thiệu ra như thế này, bởi vì vào đây thì mình có thể là xem tiện, rất là tiện. Nhiều lúc thì chúng ta cũng không biết được là chúng ta cần phải xem phim gì, nên vào đây chúng ta có thể tham khảo thích xem phim gì hay là những giới thiệu của cái ứng dụng này để chúng ta có thể là có nhiều lựa chọn hơn, rất là tiện. Đấy, và chúng ta có thể xem đi xem lại thông qua cái ứng dụng TV360 này. Thì ở trên đây nó sẽ có một cái danh sách kênh cũng như là danh sách thời gian. Đây, mọi người có thể vào đây và ấn OK một cái, ấn nút xuống một cái. Thì đây nó sẽ hiển lên một cái bảng danh sách kênh, danh sách ngày, danh sách thời gian, danh sách những chương trình đã được phát sóng. Thì chúng ta có thể xem lại, rất là tiện lợi. Thì chiếc này thì hiện tại bên cửa hàng Việt đang có mức giá là 3.600.000. Thì như anh chị nào mà có một nhu cầu lắp một chiếc TV ở phòng ngủ hay phòng ăn thì hoặc là có nhiều cái dự án như là lắp nhà nghỉ, căn hộ cho thuê, auto thì có thể là lựa chọn những chiếc TV này, giá cả cũng hợp lý, rất vừa tiền. Đấy. Thì chiếc này chỉ có mức giá là 3.600.000 thôi. Và nếu như anh chị nào yêu thích chiếc này thì có thể liên hệ với Việt qua số điện thoại và Zalo Việt có để trên màn hình nhé. Thì nếu như anh chị xem những cái video này mà thấy thú vị và thấy bổ ích thì hãy cho Việt một like cũng như là những cái lời góp ý ở bên dưới phần bình luận. Việt cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và giờ thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một chiếc TV 49 inch của hãng Sony. Mời mọi người cùng Việt trải nghiệm nhé. Đây là chiếc TV cuối cùng ở trong video ngày hôm nay mà Việt sẽ giới thiệu đến với tất cả mọi người, là một chiếc TV 49 inch của hãng Sony. Chiếc này thì có model là 49X7500E và cũng đã khá là lâu rồi Việt chưa có giới thiệu quá nhiều về những mẫu TV 49 inch đến với tất cả mọi người được. Và Việt nghĩ thì trong thời gian sắp tới Việt sẽ có những mẫu 49, 32 để giới thiệu đến với tất cả mọi người nhiều hơn. Thì, chiếc này thì có cái thiết kệ cũng khá là đẹp với khung viền là bằng nhựa màu đen. Để sẽ quay gần một chút để anh chị có thể là tham khảo. Đấy.
Thì chiếc này có đủ phân giải màn hình là 4K, tần số quét là 60 Hz, cho nên là giải màu cũng như là tông màu trên chiếc TV này khá là đẹp. Đây là cái chân đệm của chiếc TV này là được thiết kế chân chữ C mà bạc. Chính giữa đây là cái logo của Sony. Giờ thì Việt sẽ to volume một chút để mọi người cũng như anh chị có thể là trải nghiệm đồng thời hình ảnh và âm thanh của chiếc TV này luôn. Đây, Việt sẽ quay sát một chút. Thì chiếc này thì đủ phân giải của nó là 4K, cho nên là những cái giải màu sắc màu khá là đẹp. Đây, những cánh hoa thì những cái hình ảnh màu sắc đưa ra khá là chân thực. Để sẽ quay một chút lên cái công viên của chiếc TV này. Việc sẽ quay ra mặt sau một chút để cho những anh chị nào mà muốn tìm hiểu cũng như là quan tâm về mẫu này thì có thể là tham khảo qua video của Việt luôn. Thì cái mẫu này nó có thiết kế khá là mỏng, với nửa chiếc TV lên trên thì nó sẽ có một cái thiết kế mỏng chỉ tầm 1 cm thôi, còn ở dưới là cái nắp lưng là chỗ để có thể gắn những cái bo vỉ bo mạch. Thì trên chiếc TV này thì nó có những cổng như là cổng quang optical, cổng jack 3.5, cổng HDMI và USB để chúng ta có thể là truyền tải hình ảnh cũng như là âm thanh của chiếc TV này qua những cái buổi dàn karaoke hoặc là kéo kéo. Đấy, thì giờ thì Việt sẽ mở ra cái phần giao diện để giới thiệu cho anh chị một số ứng dụng cũng như là tính năng trên chiếc TV này. Trên đây là cái giao diện chính của chiếc TV này, thì nó có tích hợp rất là nhiều ứng dụng như YouTube và TV 360. Chiếc này thì có hệ điều hành Android, cho nên là chúng ta có thể tải thêm được rất nhiều ứng dụng thông qua cái cửa hàng Google Google Play này. Thì chúng ta có thể tải thêm rất nhiều ứng dụng giải trí cũng như là trò chơi game về trên chiếc TV này. Thì một số ứng dụng như TV 360 và My TV là những ứng dụng để anh chị có thể là xem những kênh truyền hình giải trí, thì Việt cũng đã giới thiệu khá là nhiều rồi. Đây, và dưới này thì nó còn có giới thiệu một số ứng dụng ở đây rất là đẹp mắt. Đây là YouTube, một số video được giới thiệu ra ngoài màn hình chính. Đấy, chúng ta có thể tiền. Đây là VTV 360, cũng một số cái chương trình được giới thiệu ra đây, tiền cho chúng ta có thể lựa chọn. Đây là một số ứng dụng được ở trong Google Play cũng được giới thiệu qua đây, như TikTok, YouTube Kids và rất là nhiều ứng dụng. Trước này thì những cái thao tác rất là nhanh, rất là mượt. Đây, Việt sẽ test cái điều khiển dòng nội để anh chị có thể xem nhé. Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là thứ năm ngày 22 tháng 6 năm 2023. Đấy. Thời tiết Hà Nội đêm nay thế nào? Dự báo vào đêm hôm nay tại Hà Nội trời nhiều mây và nhiệt độ là 29 độ. Cái kết quả tìm kiếm cũng như là tính năng trên dòng nội trên chiếc TV này khá là hay và rất là nhanh. Và chúng ta có thể tăng volume lên 10. Tôi hiểu rồi. Đấy. Rất là nhiều tính năng để chúng ta có thể trải nghiệm trên chiếc TV này, như tìm kiếm dòng nội này, kết nối Bluetooth, chia sẻ màn hình điện thoại lên TV, rất là nhiều. Thì chiếc này thì hiện tại bên cửa hàng Việt đang có mức giá là 6 triệu. Nên nhưng mà anh chị nào quan tâm, yêu thích chiếc TV này thì hãy ủng hộ Việt bằng chiếc này nhé. Thì Việt Việt có để số điện thoại Zalo trên màn hình, thì nên như anh chị nào có những cái thắc mắc cũng như là muốn tìm hiểu về những cái mẫu TV nào thì có thể là nhắn tin với Việt qua Zalo hoặc là bình luận bên dưới phần comment để Việt có thể là sắp xếp thời gian làm những cái mẫu TV đấy để giới thiệu đến với tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay Việt đã giới thiệu cho mọi người về một số mẫu TV 32 inch cũng như là 43 inch, 49 inch. 32 inch thì là trước đây của khách, cho nên là trước đây Việt chỉ bảo hành 1 tháng thôi. Và trước đây là màn hình cũ, không phải là màn hình mới. Trước đây thì có giá 2 triệu, còn chiếc 43 inch là trước đây Việt thay màn hình mới rồi, có mảng và rất nhiều tính năng thì chúng ta có thể là trải nghiệm. Thì trước đây là có giá là 3 triệu 6, còn chiếc 49 inch này thì có mức giá là 6 triệu. Thì nếu như anh chị nào yêu thích một trong những mẫu TV ngày hôm nay của Việt thì hãy liên hệ với Việt để được Việt tư vấn và gửi hàng nhé. Cảm ơn anh chị đã xem
buổi giới thiệu TV ngày hôm nay của Việt, và chúc anh chị một ngày mới làm việc thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ. Hẹn mọi người ở trong những video tiếp theo của Việt nhé.